Mỗi cái trường hợp tử vong như thế là 10 triệu đồng và mỗi trường hợp bị thương là 4 triệu đồng. Riêng những trường hợp tử vong sau này về cái địa phương sở tại sẽ được xem xét tiếp tục hỗ trợ theo cái nghị định 20 năm 2021 của chính phủ về cái hỗ trợ xã hội. Những trường hợp tử vong thì chính quyền địa phương sở tại sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ. Nói chung là chúng tôi đang tập trung tối đa lực lượng để tìm kiếm người và cứu người. Và đây là cái vụ tai nạn rất thương tâm và rất đau xót. Tỉnh Quảng Nam cũng rất là quan tâm đến công tác này, đảm bảo cái môi trường an ninh an toàn cho du khách là cái mục tiêu mà cần phải hướng tới và đặt ra hàng đầu. Tuy nhiên trong quá trình mà đưa khách ra, đưa khách vào, sẽ cũng lo nhiều cái nguyên nhân khách quan, chủ quan mà chúng tôi sẽ điều tra, sẽ làm rõ, sẽ công bố ra. Chứ cái đem lại cái sự bình an cho du khách, đảm bảo tuyệt đối về an toàn, về sức khỏe, về tính mạng cho du khách là cái mục tiêu đặt ra hàng đầu. Nhưng mà đây là cái sự cố đáng tiếc xảy ra. Thành phố là tập trung tranh thủ thời gian để tìm kiếm những người mất tích còn lại. Đến bây giờ thì cái phương tiện này, tàu này là tàu QNA-1152 của công ty Phương Đông do ông Võ Cương làm chủ và ông Lê Sang là thuyền trưởng. Và thuyền ngay khi tàu gặp nạn thì chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng biên phòng, quân sự, công an của tỉnh Quảng Nam và các lực lượng chức năng của tỉnh và của thành phố Hội An cùng với sự hỗ trợ lực lượng của quân khu, lực lượng thủy đoàn của cục cảnh sát giao thông khẩn trương tìm kiếm cứu người. Chúng tôi đã tìm kiếm được 35 người, được 22 người và 13 người là rất đau xót và đã tử vong. Và hiện nay còn 4 người, gồm 3 trẻ em và 1 người phụ nữ lớn tuổi đi cùng đang mất tích và các lực lượng chức năng đang tìm kiếm. Về nguyên nhân của cái vụ việc này thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Khi lai giáp tàu này vào, rồi chúng ta sẽ khám tàu và sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân và sẽ công bố cho các cái bên liên quan biết rằng. Và hiện nay thì chúng tôi khi tìm kiếm và cứu người thì chúng tôi đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng y tế tập trung cứu chữa các cái trường hợp bị thương, các cái trường hợp nguy kịch. Hiện nay thì sau khi mà tìm kiếm người sang và khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố Hội An, bệnh viện Thái Bình Dương của Hội An, và những trường hợp nguy kịch thì chúng tôi đã chuyển một trường hợp ra bệnh viện Đà Nẵng để tập trung cứu người. Còn một cái biểu hiện nhỏ nho nhất của sự sống thì chúng tôi vẫn tập trung cứu người và tìm kiếm những người mất tích còn tương đối đông, kể cả các lực lượng bộ chỉ huy biên phòng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng của quân khu, rồi của ủy ban dân tỉnh, rồi cả cái bà con ngư dân, bà con đi thuyền đi biển ở đây, nói chung là cũng tương đối nhiều và thống kê số lượng của phương tiện tàu thuyền của người tìm kiếm là không chưa thể thống kê được, mà nhưng là rất là tổ chức khá chặt chẽ và đặc biệt là cái tinh thần bà con nhân dân ở khu Duy Xuyên ở đây là bà con cũng rất là tích cực cố gắng tổ chức tìm kiếm dưới sự chỉ đạo và các cái ban chỉ đạo, ban chỉ huy phòng chống lụt bão của quân khu của tỉnh sẽ thống nhất và chỉ đạo và động viên bà con, và đặc biệt là bà con là rất là tích cực và hỗ trợ để tìm kiếm một cách tốt nhất. Kinh nghiệm trong quá trình tìm kiếm thì đây là một vấn đề hết sức là khó khăn đối với cái lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bởi vì là ở mỗi cái khía cạnh, mỗi cái vị trí và mỗi cái khu vực nó khác nhau, cho nên căn cứ vào tình hình cụ thể thì sẽ tổ chức một cái lực lượng rồi chúng ta tìm kiếm, và cũng như là theo cái truyền thống mà chúng ta lâu nay cũng đã tìm kiếm mà cố gắng là cách tốt nhất để mà kịp thời để mà tìm ra những người mất tích. Hiện nay thì trời đang tối rồi cho nên cũng rất là khó khăn. Mình tìm kiếm tiếp tục có bị tối hay là khả năng là ở mức độ nào đó thôi, chứ không thể nào ban đêm là tàu thuyền chúng ta đi ra cũng rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Bài cho nên cũng bay 5 7 phút.
dân địa phương ở đây thôi, dân lùm biển ở đây thôi, nhưng mà nghe thông tin này phải chạy xuống đây, chạy xuống đây rồi nghe thấy thông tin rồi những người cứu trợ cho bọn cũng có cứu những người mà đơn chất vô để lùm đập nhịp tim hỗ trợ cho những nhịp tim của họ, nhưng mà vẫn đi tính bệnh viện luôn. Rồi xuống ở đây cũng theo cái cano của thằng Khê á, rồi bốn năm chiếc gì đi ra đó đi tìm kiếm, hồi đó là nãy có không thấy dữ giờ nữa, chắc cũng cả 3-4 giờ gì đó để tìm kiếm một lượng 5-6 người gì đó, mà ai đó không biết mình không dở trong xem được, chỉ rồi đầu tìm 5-7 chiếc tìm không có rồi vào là hồi nãy hồi sớm giờ cách đây đã hơn nửa tiếng rồi. Thế là trừ bông ngày thì có thể bọn tôi có thể còn tiếp tục đi tìm thêm, dùm cố gắng giúp cho bà con họ nếu mình vớt được sót cái họ thì cố gắng, nhưng mà bông đây ở đây trời sóng rồi, bọn tôi không thể đi tìm được vì nếu chúng mình đi cano này ra nữa, thứ nhất là sóng gió rất là nguy hiểm, mà mình đi ra mà mình không quan sát được có thể nó sóng nó vô nó bập cái là con tàu nó có thể lật, không là nó đè con tàu xuống, có thể còn nguy hiểm hơn nữa, anh có thể bọn tôi không thể tìm bông đây được, có gì thì bông ngày hỗ trợ cùng với mình đó. Hay là cái trong đi trong đoàn đó như 3-4 cano là, nhưng mà một chiếc bị nợ, những cái chiếc đó họ sau khi đưa vô đủ khách đây thì họ quay ra hỗ trợ mình đó. Chính xác là 39 người, đoàn 39 người, trong đó là 37 khách, còn là hai thuyền viên mà trong đoàn chiếc. như anh Sơn là cái phương Đông này là khoảng là du lịch này nó hoạt động ở Quảng Nam Hậu An mình lâu chưa, và có đây giờ cái doanh nghiệp này khoảng là bao nhiêu tàu hoạt động tại Hậu An? Cái này thì anh không rõ số lượng tàu của hãng, bởi vì Hậu An thì tổng cộng có 100 mấy chiếc như thế này, nhưng mà tới 40 mấy doanh nghiệp lận, mỗi doanh nghiệp 3-4 chiếc rồi đó. Nhưng mà nói chung là trước đây mình hoạt động theo cái chuẩn của XY, đó là cái thuyền mà không có phải bịt bùng như trừ là không có trường hợp nào to nạn hết. Bởi vì giỏ phải thử có lập đó là họ mặc có phô tràm tràm nên họ nổi ra là mình giấu được hết. Bây giờ là cái theo chuẩn cái này là nó cái tàu này tuy nhìn thì nó kiên cố, nó rất là quy mô như vậy, nhưng mà khi nó lật úp do bị cạn, tức là khi bị cạn thì khả năng là nghe nói là nó có bể một bên sườn, bị sóng đánh nó bể một bên sườn mà nó thể nó gãy cái elip của chân vịt đó, cho nên nó lật úp này. Mà khi cái tàu này nó lật úp là rất nguy hiểm. Yeah. Thì bởi vì họ đi tự do, bọn anh cũng không có bóng vá cho nên bọn anh không có biết. Nhưng mà cái đoàn này thì rất là nhiều đoàn gộp lại, gồm 4 đoàn lận. Yeah. Trong đó có một cái đoàn của công ty X70, của X20 của Bộ Quốc phòng, và một số đoàn ở Bình Dương, ở Hà Nội, tới 4 đoàn lận. Và họ đi họ cũng không phải bây giờ là theo cái tour tuyến của mình, cho nên mình cũng không... Đấy là họ xuất bắn từ sáng trừ với họ vô bờ lại đây. Bây giờ ăn trưa rồi xong rồi họ về đó. Đa, như anh Sơn, đa số cái du khách ở đây đi trên chuyến tàu này có phải là người mua Hội An mình hay không, hay là toàn bộ du khách? Chỉ có hai thuyền viên mà là lái thuyền với cái người đi phục vụ là người Hội An thôi. Yeah. Còn lại du khách hết. Là tổng cộng hiện tại là mình cứu sống được bao nhiêu người hết ạ? Lần toàn bộ cái tàu đây nè. Nó lật úp lại đi nè. Lật úp là lẫn chìm cái phần đi xuống, còn cái đít nổi lại. Như vậy là chỉ có những người ở phía trước với phía sau này có cái cửa rút ra vô nó mới ra được. Chứ còn mà người mà khúc giữa thì làm sao ra. Cái anh là khi mà người dân mà mình với lực lượng mà chức năng mà cứu được cái thuyền hành khách có mang áo phao hay mặc như nào không anh? 100% mặc áo phao ấy. Yeah. Nhưng mà những người mà trôi ra được là vớt được là sống hết 100%. Còn những người ở trong thuyền là họ bị. Thế là bây giờ là chiếc tàu nó chìm luôn vĩnh viễn xuống nước rồi. Bây giờ nó vẫn nổi, vẫn cho bọn anh đong neo vô chuẩn bị. Yeah. Ngày mai là cho phương tiện có khí tờ là lạng xuống để kiểm tra. Thế là nó cái tàu nó chìm cách bờ cửa đại là khoảng là bao nhiêu anh? Ngay chỗ cửa đây này, khi vô tới cửa đây vô tới cửa là bị sóng anh hả? Tàu mà hoạt động từ cửa đại đi ra tới Cù Lao Chàm thì cái việc cấp phép này là do thành phố Hội An hay là do biên phòng của mình cấp phép? Biên phòng chứ, cho. Yeah. Hay ra hay không là biên thế phòng. Thế là khi mà biên phòng cấp phép thì có thông qua thành phố Hội An mình hay không? Có chứ, mình khi mà họ đi ra thông quan rồi mình phải biết chứ, bởi vì là tra tiên đỏ mà đó. Yeah. Là mình phải biết thế đó. Như anh Sơn thì bây giờ là giống như mấy ngày nay là anh đã biết rồi, cái thời tiết ở cái lực lượng cái thời tiết ở Hà Nội nó tăng cường cái không khí lạnh như này là không phải những miền Trung mình mà miền Bắc cũng phải rất nặng, thì bây giờ cái lượng mà sóng nó theo dân biển đó, theo người dân họ nói là cái lượng sóng bây giờ nó cấp 5 cấp 6 thì tàu đi ra khơi như vậy thì có đảm bảo an toàn hay không? Không có cái thông tin nào là cấp 5, cấp 6 cả hết. Ngày hôm nay là cấp 3, cấp 4. Yeah. Và theo cái quy định của biên phòng là được phép xuất bến. Và thực chất sáng đến giờ tàu thuyền của dân mình mà khi đi ra đi công việc, dân của Cù Lao Chàm đi ra vô thì vẫn rất an toàn.
Nhưng mà riêng có một chiếc này vô là nó bị để chạy do bây giờ em biết là cái cầu nó còn ngày nó còn nổi, nó còn trè ra, cho nên là nó chạy cái luồng nó bị vô bị mắc cạn. Cho nên mắc cạn thì bị sóng nó lớn nó giật cái là nó lật thôi, nó lật ấp thôi. Chứ còn đi trong đoàn ngày nay thì rất là nhiều cano chứ không phải chỉ có chiếc đó. Cho nên nó thông tin thời tiết thì cái này là do biên phòng người ta quyết định. Mình cũng rất là nhiều.